Chào toàn thể các anh em nhé. Để các bác tất cả tỉnh thành khu vực phía Bắc là đã đánh vạc kia. Bắc Giang thì hôm qua quay cho các bác xem một cái video này. Hôm nay bắt đầu thì lên lưới để đánh vạc lưới các bác. Đấy, vụ tháng 3 này thì sẽ chơi cái lưới cao các bác. Lưới này là 5 diềm 4 túi này. Đấy, hàng này phải đánh ở trên cọc ít nhất là phải 6 mét trở lên anh em ạ. Như đánh 6 mét cái cọc như thế này vẫn thấp này, diềm dưới nó hơi thấp. Tính anh em đánh ấy, cái diềm dưới cùng này. Đấy, từ mặt đất lên nó phải rơi được tầm khoảng 1 mét rưỡi. Là ok. Đấy, còn lưới 5 diềm 4 túi thì em đặt thì khá là ok. Đấy. Bàn vạc đây anh em. Đấy, ba anh em là chuẩn bị triển khai để tối đánh. Hôm qua vạc đi nhiều quá cũng sốt ruột anh em. Đấy, hàng này thì sao đây này anh em này. Đấy, ví dụ một cái bãi như thế này thì em đặt là 2 treo 50 đấy, để đánh. Còn lưới này thì là mắt lưới 12, sợi lưới là 20 anh em nhé. Đấy. Đây vạc mồi đây. Chiều này phải bơm nước anh em. Đấy, ruộng này là ruộng 1 sào 2. Thì bổ sung đây là tổng cộng là 5 con vạc mồi. Đấy, còn sau sẽ cắm thêm một ít vạc giả nữa. Đấy, còn lên lưới thì thông báo cho anh em để anh em đánh nhé. Đấy, còn vạc thì bắt đầu nó cũng đi rồi đấy anh em. Đấy. Lưới này thì nhiều thịt anh em. Lưới này nhiều thịt mà nó trùng, hơi trùng nữa. Sau lại phải nhéo lại anh em. Bởi vì cọc nó không đủ chiều cao. Đánh cọc 6 mét này sau phải hạ xuống dâng lên tiếp. Mắt lưới của nó 100 mắt anh em nhé. Đấy, làm 5 diềm 4 túi. Hàng này thì vạc đâm vào thì yên tâm rồi. Đấy, bàn vạc đây. Lên vạc giật chân này. Đấy, còn lèo thì ngủ khu vực trong kia anh em. Đây. Đấy, hai anh em đang lên lưới ở đoạn này. Đấy, vạc mồi đây, một dàn. Đấy, còn đánh vạc thì nó có nhiều kiểu đánh. Đấy, nhiều video quay cho các bác xem là đánh theo cái kiểu đánh lưới úp ấy. Nhưng mà đánh kiểu lưới tàng hình này thì nó nhàn hơn này anh em này. Đấy, tay lưới đây. Bàn vạc đây. Vạc đợt này thì nó sẽ di cư từ cái hướng tay em chỉ này, hướng nam về hướng bắc để đánh được. Đợt này đánh thì sẽ được những cái vạc xám kiểu như vạc mồi này. Đây, vạc mồi đây, đây là những con đứng bờ, đứng bãi. Đó. Đó. Đây là mồi anh em nhé. Sau thì bơm nước vào và để vài thêm vài con mồi giả nữa. Kéo léo chưa được căng, xem ạ. Néo cọc kia phải ra thêm tầm khoảng 50 phân nữa thì lưới mới căng. Lưới này hơi bé. À, lên đi. Ui, ở kia cọc mẹ này phải hai léo. Đây sao? Có đây cháu, tí cháu quay sang ra. Có đây này. Bây giờ ra để em dịch ra em cắm lại. Tí cháu. Bắn nữa các bạn. Anh nghĩa phải đánh cái diềm dưới nó phải cao tầm này. Thì cọc thấp quá, đi phải kéo lên. Cọc 6 mét mà, không ăn thua nhỉ? 7 mét. Phải đánh cọc 7 mét. Đấy, bàn đây là các bác này. Đấy. Đây gọi là sới vạc. Mùa tháng 3 này thì đánh chim nó thường thường là nó sẽ không về nhiều như là tháng 8. Nhưng mà đánh giá trị các bác nhỉ. Vạc hơn 100 con kia. Lưới này không chạy mắt nhé. Đấy, búng đứt tay thôi. Đánh vạc thì cũng phải chọn lưới chuẩn anh em. Đó. Nèo lá trong kia, điều khiển mồi trong kia kìa anh em. Đây con vạc này là con vạc diều này. Nhưng mà bây giờ cho ra bãi cho nó quen này. Đây, vạc vỉ kia, vạc vỉ thì bị đục mắt. Rất là gan anh em. Để quay cho các bác xem về cái mô hình đánh vạc lưới nhé. Bác nào xem được video này thì đăng ký ủng hộ kênh cho em. Bây giờ chào các bác nhé.